biết. Và bây giờ cụ thể thì ngay cả những cái hãng đánh giá lớn hàng đầu thế giới và bắt đầu đưa ra cái tín hiệu báo động như thế này rồi, tức là đã rút VinFast đấy, đánh giá đấy, rút đánh giá xếp hạng tín nhiệm với VinGroup rồi đấy. Thì cũng có nhiều trường hợp là chỉ với những cái thông tin như thế này thôi thì chứng khoán của những cái tổng công ty, những công ty như vậy nó sẽ sụt giảm rất nhanh chóng, và những cái người đầu tư mua chứng khoán như vậy cũng sẽ bị lỗ rất nhanh, càng mua nhiều càng lỗ, càng giữ lâu càng lỗ. Và cũng nhiều người chọn cái phương án là bán tháo chứng khoán, tức là lượng bán ra nhiều hơn lượng mua. Và chính vì vậy mà trong cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay tại Việt Nam thì đã có hiện tượng là chứng khoán của VinGroup đã bị mất giá nghiêm trọng. Và các bạn có thể tự tra khảo trong cái thông tin mà chứng khoán này, và có lẽ rằng là trong những ngày tới thì những cái vấn đề chứng khoán ở đây sẽ liên tục bị mất giá và sẽ gặp nhiều cái rắc rối khác. Và để có một cái tập đoàn như vậy ấy, thì VinGroup cũng đã phải ký kết đi vay mượn rất nhiều nơi. Và một cái ví dụ minh chứng cụ thể đó là vào tháng 10 năm 2018 thì VinFast đã được bảo lãnh vay 950 triệu USD để nhận thiết bị. Và đây là cái thông tin mà chúng tôi xin phép đưa lại các bạn để các bạn biết rằng là với 950 triệu USD để nhập thiết bị từ châu Âu về để sản xuất. Đây là khoản tài trợ vốn vay trị giá 950 triệu USD trên là do Ngân hàng Đầu tư và Thị trường Vốn Châu Á Thái Bình Dương Credit Suisse AG và Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải cho vay với sự bảo lãnh tín dụng của Hermes, tức là cái công ty mà bảo trợ về tín dụng của Cộng hòa Liên bang Đức. Bởi vì là khi mà Đức muốn xuất khẩu đi các nước thì họ có một cái công ty chuyên bảo lãnh vay cho vay. Công ty này thực ra thì nó cũng quan trọng, bởi vì là khi mà không bảo lãnh cho vay thì không có công ty nào dám bán hàng. Bởi vì bán hàng mà biết đâu cái công ty như bán cho một cái dây chuyền lớn như vậy hoặc nhiều cái sản phẩm với giá trị hàng tỷ đô như vậy, họ có thể không trả được tiền. Công ty VinGroup ví dụ họ đang làm họ phá sản thì sao? Đấy, thì khi mà phá sản như vậy thì những cái công ty như là Hermes, tức là công bảo hiểm về tín dụng xuất khẩu cho Cộng hòa Liên bang Đức, thì họ sẽ phải bảo hiểm đó, họ sẽ trả tiền, họ sẽ chịu trả tiền cho cái công ty bán hàng, để tức là có bảo lãnh rồi. Và cái điều này rất là thuận lợi cho những cái nơi mà được vay. Tuy nhiên, nếu mà anh lạm dụng những cái tiền vay đó để làm cái việc khác, hoặc anh để đầu tư vào những cái thứ mà không sinh lời, hoặc là thậm chí là nó may rủi quá lớn, thì lại gây ra một cái hậu quả rất xấu. Kể cả những tập đoàn hàng đầu của thế giới cũng gặp những trường hợp như vậy, thậm chí họ phải phá sản, thậm chí phải đóng cửa hoặc là bán rẻ cái tập đoàn đó cho những cái công ty khác để họ kinh doanh tiếp hoặc là họ chuyển đổi ngành nghề. Thì cái điều này cũng khó tránh khỏi nếu như là cái vấn đề mà vay mượn cũng như là vấn đề bảo lãnh tín dụng mà không được kiểm soát triệt để. Đây các bạn nhìn thấy, đây là hình ảnh về việc là công ty VinFast đã được vay 950 triệu USD để nhập khẩu thiết bị máy móc sản xuất ô tô từ Cộng hòa Liên bang Đức. Và các bạn có phải biết rằng là tại Cộng hòa Liên bang Đức là cái nôi sản xuất xe xuất khẩu trên khắp thế giới. Cái dây chuyền công nghệ của họ cũng như thiết bị của họ rất tốt. Thế nhưng mà khi sản xuất ra chiếc xe này, khi bảo lãnh vay như vậy thì những cái người sản xuất và những người đi vay đừng nghĩ rằng là nước Đức hoặc các nước tư bản họ sẽ bán cho các bạn cái dây chuyền công nghệ tốt nhất để các bạn sản xuất ra xe, để các bạn bán cạnh tranh với họ. Thì điều này là không thể có được. Bởi vì là không ai lại tự cho người khác vay tiền, sau đó họ sản xuất ra cái sản phẩm để tự cạnh tranh với cả cái công ty mà đang có thị trường hiện nay như là BMW, Mercedes hoặc là những cái hãng khác. Mà theo cái thông tin thì của VinFast công bố thì họ đã mua dây chuyền công nghệ của BMW, tất nhiên không phải là xe BMW nhưng mà chỉ là dây chuyền công nghệ BMW để sản xuất động cơ đốt trong, tức là động cơ đốt trong thôi nhé. Đấy, thế thì các bạn phải biết tại sao để sản xuất động cơ đốt trong, bởi vì là hiện nay ở châu Âu và các nước trên thế giới, văn minh trên thế giới, họ đã không còn chú trọng đến sản xuất những xe động cơ đốt trong nữa. Xe chạy dầu thì càng không, bởi vì những cái xe đó là gây ô nhiễm môi trường và thuế môi trường rất cao, tiêu thụ năng lượng rất lớn và bảo hành bảo trì là phức tạp, tốn kém. Thế nên bây giờ họ chuyển dần sang sản xuất là xe điện chạy điện, hoặc là xe giữa chạy điện và chạy xăng, tức là nó chạy được cả hai, gọi là hybrid, và nhiều loại xe khác nữa, thậm chí có những nơi sản xuất ra xe mặt trời đấy, tức là nó tránh ô nhiễm môi trường đấy. Thế thì bây giờ những cái dây chuyền mà cũ họ bán đi đâu, thì họ tất nhiên họ phải bán vào những cái nước nghèo nàn và lạc hậu như Việt Nam. Chúng ta phải nói thẳng, Việt Nam là một đất nước nghèo nàn và lạc hậu,
là chậm phát triển, là phải đi học hỏi thế giới. Đấy. Thì đấy là Việt Nam, và ông Phạm Nhật Vượng là công ty VinFast là một trong những công ty như vậy, là vay tiền của các nước tư bản để đi sản xuất những cái xe lạc hậu và đem về bán cho người dân trong nước. Thế thì những cái xe lạc hậu đó, một chuyện là lạc hậu, những cái vấn đề khác là với những cái toan tính của những cái doanh nghiệp trong nước, hoặc là tạm gọi là doanh nghiệp trong nước, hay gọi là từ ngữ là doanh nghiệp bẩn. Doanh nghiệp bẩn là sao? Họ làm tất bất cứ một việc gì miễn là có tiền, bất cứ việc gì miễn là họ thu được cái lợi nhuận, họ không đếm xỉa đến cái người tiêu dùng, tức là sự an toàn của người tiêu dùng, rồi cái môi trường cho mọi người, cho hàng triệu người dân Việt Nam, họ không đếm xỉa đến. Là chiếc xe đó là cứ thải ra các loại khí độc thoải mái, không được kiểm định, rồi chiếc xe đó cứ bán ngay lấy tiền mà không cần kiểm tra về chất lượng, liệu nó có an toàn hay không khi vận hành trên đường, liệu nó có đảm bảo được tính mạng cho những cái người mà mua chiếc xe hay không, thì họ không tính đến, họ chỉ tính lợi nhuận là trên hết. Chính vì vậy mà chúng ta đã vừa rồi đã chứng kiến cái việc mà VinFast đã cùng là công ty mẹ, tức là công ty con là VinFast, đã làm truyền thông rất mạnh để bán hàng thật nhanh, tuyên bố đi thử xe vào tháng 3 năm 2019, thì tháng 6 đã đăng xe ra bán rồi. Thì không biết là không, là các anh đã sản xuất, lắp ráp và nghiên cứu thử nghiệm ở đâu mà đã bán những chiếc xe như vậy, và y như rằng thế sau đó những chiếc xe đó đã bị chảy nước, rồi bị lỗi rất nhiều, và tới đây chắc chắn là còn rất nhiều lỗi khác sẽ bắt đầu phát sinh nữa. Thì cái điều đó thì VinFast đã đem chữa cháy là chỉ đây là lỗi nhỏ, và họ nói rằng là đến lắp những cái chắn bùn bên trong xe đó thì không mất tiền nữa. Thế thì nhưng mà đặt một cái câu hỏi, khi mà những cái lỗi như vậy, nhỏ như vậy mà đã còn bị thường xuyên xảy ra, đã bị xảy ra ngay khi mà mới ra một cái xe mới, thì phải coi lại cái đội ngũ, thì chúng ta phải coi lại cái đội ngũ mà VinFast trước đây vẫn quảng cáo bán hàng cho VinFast, sản xuất xe cho VinFast. Đó là những cái chuyên gia hàng đầu, đó là những cái người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài, ở Đức nhiều năm, làm cho hãng lớn nhiều năm, thì bây giờ họ về Việt Nam, họ làm cho VinFast, thì đấy là niềm tự hào. Nhưng mà những người đó có làm hay không thì các bạn đã tự biết, bởi vì khi họ không làm, họ không biết, có kinh nghiệm, họ không biết, không làm được, thì tất nhiên là xảy ra những cái lỗi là như xe VinFast Fadi vừa rồi, là quên cả cái chắn bùn ở trong xe. Đấy, cái điều rất tệ hại. Mà cái đó thì thử đơn giản, không cần đưa đâu thử cả. Thì các bạn chỉ cần những cái xe VinFast đó, thì những cái người bán đó trước khi bán thì hãy chạy, chỉ cần chạy trời mưa đấy khoảng 3 ngày. Để các bạn trời mưa trời nắng là 3 ngày là các bạn biết cái VinFast đó là nó tốt hay không, nước có vào hay không. Đừng để bán ra người dân bắt đầu mới phát hiện ra cái lỗi, đó là lỗi rất sơ đẳng. Thì như vậy là cái đội ngũ mà VinFast thuê thì có lẽ phải đặt lại câu hỏi, họ có thuê hay không, họ có làm việc hay không, hay là đây chỉ là thuê hình thức, tức là thuê tên. Cái thuê tên thì các bạn cũng biết rồi, là ở Việt Nam thì cũng như ở Đức thì nhiều lúc người ta thuê tên. Đấy, tức là họ chỉ cần đăng ký tên của cái người kỹ sư hoặc cái người giáo sư tiến sĩ nào đó vào công ty đó coi như làm việc để ăn lương, nhưng mà họ không làm, họ chỉ làm rất ít thôi, thỉnh thoảng đến họp, tức là lấy hình thức thôi, tức là lấy cái tên đấy vẽ. Thì cái điều đấy cũng không sai, khi mà trước đó thì VinFast đã luôn luôn là đưa ra những cái hình ảnh như ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, rồi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để đi quảng cáo cho VinFast liên tục như thế này. Đấy, đấy là ông Phú Trọng, ông vừa ốm dậy, mặc dù vừa ốm dậy nhưng ông đang cố gắng làm. Thì đấy là cái điều mà VinFast dùng quảng cáo để bán hàng chứ không phải dùng chất lượng bán hàng. Đấy, cái đó là cái mà những cái doanh nhân láo cá, tức là tạm nói là những doanh nghiệp láo cá gọi là ở Việt Nam hay dùng để hy vọng là thu được tiền nhanh. Nhưng điều đó thì đã đem có cái phản ứng ngược, là vì khi người dân phát hiện ra những cái lỗi nặng nề của những chiếc xe mà không được kiểm tra kiểm định chất lượng đàng hoàng mà đã đem ra quảng cáo bán, thì là đấy là cái điều mà tai hại cho người mua. Và khi mà những cái thông tin như thế này, những cái video như thế này được đưa lên mạng và chia sẻ hàng trăm nghìn lần, hàng nghìn lần, thì hàng triệu người đã biết là cái chất lượng cái xe này như thế nào. Vậy có mua hay không thì cái người mua họ tự quyết định, và cái người sẽ mua có liệu mua hay không hay là chọn xe khác. Đấy, đây là cái hình ảnh mà chúng ta chụp lại đưa lại các bạn xem, là nước nó khi mà chạy trời mưa là bùn đất là nó bắn chui vào xe đằng sau. Đấy, thì đây là lỗi rất sơ đẳng. Lỗi này thì không thể nói là bên này những cái người học nghề lắp ô tô họ chỉ cần học 3 năm thôi thì đơn giản họ biết cái chuyện này rồi, là phải thử. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì công ty VinFast nói rằng thuê tổng giám đốc nọ, giám đốc kia, chuyên gia nọ, chuyên gia kia, mà cái lỗi sơ đẳng thế này vẫn bị, thì phải nói rằng là cái lực lượng mà họ thuê đó có lẽ có thể là lực lượng ma, tức là ma là sao, là chỉ là thuê lấy hình thức, lấy tên mà không hề đi lao động, không hề đến làm việc, mà để thuê lấy tên để bán hàng mà thôi.
Thì đây là cái thông tin mà chúng tôi đưa ra để các bạn cùng biết. Và quả thật là trong cái thời gian vừa qua, trước khi mà chúng tôi đăng những thông tin này thì gặp rất nhiều những cái comment của nhiều bạn không rõ người thật hay người không, nhưng mà chúng tôi vẫn tôn trọng và chúng tôi vẫn đưa các bạn để các bạn đặt, các bạn khi mà các bạn không có những cái từ mà thô tục thì chúng tôi vẫn để các bạn chúng ta cùng tranh luận để cho mọi người biết với nhau. Thì đây là những cái tranh luận mà của những bạn đọc trong cái thời gian vừa qua, rất nhiều những comment, và những comment này thì cũng có những comment mà có tính xây dựng, nhưng có những comment lại đe dọa. Và đây thì tôi xin trích những cái thông tin đó và tôi cũng để trả lời những cái bạn này. Đó là việc bạn Dũng có nói rằng là các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn thiếu minh bạch, dựa nhiều vào cơ sở thân hữu nên bị xếp hạng tiêu cực thì chọn dừng tham gia vào chương trình xếp hạng của Fitch, vì vậy phải tìm hiểu từ nhiều nguồn. Tức là họ nói rằng là các doanh nghiệp Việt Nam ấy thì thường là hay dựa vào thân hữu để họ làm, thế khi mà thuận lợi thì họ đưa ra xếp hạng, mà khi họ thấy bắt đầu là có tiêu cực rồi, thấy là không muốn đánh giá nữa và không muốn rút lại thì cái điều này là phải khẳng định rằng là nó sẽ rất là tai hại ở chỗ kinh doanh. Mà kinh doanh mà khi đây các bạn đọc cái comment của những cái người như vậy là họ đã đưa những thông tin ra đấy, khi mà thuận lợi thì đánh giá, mà khi không thuận lợi thì rút lại đấy. Thì đây là cái sự láu cá, đây là của các doanh nghiệp, một số doanh nghiệp trong nước, và đây là gọi là doanh nghiệp bẩn để họ quảng cáo và bán hàng mà thôi, chứ không phải là đưa ra những sản phẩm tốt để phục vụ người dân Việt Nam. Và một bạn nữa tên là NTV nói rằng là đang sở hữu bất động sản và cổ phiếu của Vin, nhưng nói thật là việc kinh doanh sản xuất ô tô đang làm cho mình và nhiều người lo lắng. Đây là cái thông tin mà rõ ràng là bạn đọc đã comment vào trong cái thời báo của chúng tôi. Đây các bạn đọc rất rõ. Đây các bạn xem. Và bây giờ tôi xin trả lời ở đây các bạn về cái thông tin này. Tức là họ nói rằng là đang sở hữu bất động sản và cổ phiếu của VinFast, nhưng nói thật là việc kinh doanh sản xuất ô tô đang làm cho mình và nhiều người lo lắng. Và cái đấy là cái thông tin mà những cái người đang sở hữu bất động sản và kinh doanh nhà cũng như là cổ phiếu của VinFast đấy là cái thông tin mà những các bạn đọc người ta đã cung cấp cho chúng tôi biết. Và có một bạn nữa tên là Trúc Duy nói rằng lúc tốt thì tham gia xếp hạng, để lúc bị đánh giá xấu thì rút đi. Đây là bạn Trúc Duy là nói thế, nói rất rõ ràng. Trúc Duy nói tức là lúc tốt thì tham gia đánh giá và lúc xấu thì rút đi. Đấy, thì đấy là cái sự láu cá, và người dân trong nước thì rõ ràng nó rất là thông minh, có biết các anh các chị cũng biết, và các anh chị cũng đã tham gia vào những cái comment rất là cụ thể và đưa ra những thông tin để nói rằng là nhiều người người ta cũng quan tâm, và đúng là người ta rất quan tâm ở vấn đề đó, là chỗ là bây giờ họ đang sở hữu cổ phiếu rồi bất động sản của Vin, thì bây giờ họ rất lo lắng, và khi mà Vin bị đánh giá xấu thì lại rút đi hoặc là lại lao vào kinh doanh ô tô. Thì các bạn cũng biết rằng là ở Đức là cái nơi mà sản xuất ô tô, thì ngay cả những cái hãng rất lớn như BMW, Mercedes đã sản xuất xe từ lâu đời rồi. Thế nhưng mà có bao giờ họ vào, họ đi có rất là nhiều tài chính rất là tốt, nhưng mà họ có đi kinh doanh bất động sản không? Hoặc là họ đi kinh doanh những ngành nghề khác, ăn uống không? Nhưng bởi vì sao? Khi mà làm chuyên sâu thì mới có thể cạnh tranh và phát triển được. Còn khi mà gian trải quá nhiều và khi lực cũng lại càng thấp nữa, và trình độ quản lý cũng thấp, thì đương nhiên là sẽ khó khăn cho các bạn. Và các bạn, đây là chúng tôi đang đứng trước một cái hãng ô tô của hãng ô tô của Opel, tức là công ty Opel là nơi mà công ty con của GM, là cái nơi cũng là cung cấp cái thiết bị máy móc cho xe VinFast Fadi mà đang tai tiếng trong thời gian vừa qua. Đấy các bạn cùng xem. Đây là cái nơi bán ô tô. Vâng, những chiếc ô tô này là đây là xe Kia này. Đây là họ bán phân phối xe Kia, và chiếc xe Kia này thì đã được cái hãng này đã rất lâu đời ở Nam Triều Tiên, từ năm 1944 thành lập, và bây giờ họ vẫn bán ô tô, và cái thị trường của họ cũng khá rộng. Tuy nhiên họ cũng chỉ ở phân khúc rẻ tiền thôi, chứ còn không ai mua cái xe Kia là gọi là hàng cao cấp cả. Thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi cung cấp cho các bạn. Và cũng các bạn cũng đã biết thì ngay thời gian vừa qua thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta liên tục quảng cáo cho VinFast,
Thì đây là cái hình ảnh của ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây, đây và đấy, ông ta luôn luôn mời chào, quảng cáo và nói rằng là VinFast, xe VinFast là cái loại là tự niềm tự hào Việt Nam. Đấy, bây giờ niềm tự hào Việt Nam thì bây giờ đang gặp khó khăn, rất khó khăn ở chỗ là không bán được, khó bán, với chất lượng nó không được kiểm định đàng hoàng. Thì không biết là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ nói sao, thì cái niềm tự hào Việt Nam này liệu nó có tắt quá sớm hay không, hay là có thể là ông Phúc, Nguyễn Xuân Phúc đã nhìn nhầm, đánh giá nhầm, hoặc là ông cũng có thể có cái quyền lợi gì khi mà đi với cả những công ty như vậy. Rồi ông Nguyễn Phú Trọng cũng có đến, nhưng mà quả thật ông Nguyễn Phú Trọng thì đến chỉ một lần thôi, thấy ở trong xuất hiện ở Hải Phòng khi họ đang xây dựng. Thế còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì liên tục, không những xây dựng rồi là khai trương, rồi là bán hàng, rồi là mọi cái. Thì đấy là những cái thông tin mà các bạn cũng có thể tự kiểm chứng được trong cái những cái thông tin trong những cái mạng truyền thông xã hội cũng như là trên báo chí trong nước. Đấy, và thì đây là ông Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta. Ông ta cứ vẫy tay suốt ngày, chỉ vào ngồi ô tô vẫy tay, và ông ta nói rằng chiếc xe VinFast này là rất êm. Thế nhưng đâu biết rằng là đi một cái ô tô thì đâu phải chỉ êm, mà đi một cái ô tô nó phải an toàn, nó phải đảm bảo chất lượng, và nó phải có cái giá cả phải chăng, cũng như là được kiểm định minh bạch. Thì đấy là cái điều mà hiện nay một số cái quan chức trong nước, kể cả những người đứng đầu chính phủ như ông Nguyễn Xuân Phúc, vẫn có những cái đánh giá phiến diện và kém hiểu biết. Vì thực ra thì như ông Phúc, các bạn cũng có thể tự tra cái thông tin, thì ông ta trình độ học vấn ông ta cũng rất thấp, ông ta chỉ là học vấn lớp 10 đấy, tức là mở lớp 10 rồi sau đó thì cũng có thấy là lâu mới có bằng đại học. Thế nhưng mà không hiểu là bằng đại học này ông này có học thật hay không, hay là trước đây thì các bạn cũng đã biết có chương trình là đại học tại chức. Tại chức có nghĩa là vừa học vừa làm, thì họ cũng học lấy lệ thôi, chứ cũng chẳng có phải là như những cái người như là con em quý vị, hoặc là quý vị đã tự phải lao vào đi học rồi cũng phải tự đến những cái chỗ đăng ký và thi tuyển một cách đàng hoàng và minh bạch. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc này là các bạn phải tự kiểm tra lại xem cái bằng ông ta là bằng thật, hay là bằng đi học bổ túc, hay là bằng gì đó, thì cái đó thì mọi người phải biết. Nhưng mà qua cái việc đánh giá này thì rõ ràng là sự nhìn nhận, cái sự lãnh đạo của cái người đứng đầu chính phủ là có vấn đề. Bởi vì là không nên kêu gọi người dân mua hoặc sử dụng những chiếc xe mà chưa được đánh giá chất lượng, là rất nguy hiểm cho người dân, hàng triệu người dân sẽ rất nguy hiểm, và họ sẽ bị mất tiền, và họ sẽ bị nhiều cái vấn đề khác nhau nữa sẽ diễn ra. Thế còn ông Nguyễn Phú Trọng thì đương nhiên là ông ta là cũng là cái người thận trọng. Tên của ông ta như thế nào thì ông ta như thế, ông cũng cẩn thận. Đấy, cũng rất cẩn thận. Nhưng mà cái trình độ học của ông ta, Nguyễn Phú Trọng, thì cũng có hạn. Bởi vì ông ta cũng không có học nước ngoài, cũng giống ông Nguyễn Xuân Phúc thôi. Thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng không được đi du học ở những cái nơi mà có nền kinh tế thị trường như là Đức hoặc là Mỹ, những nước khác. Mà ông ta chỉ được có một thời gian rất ngắn, tức là 23 tháng ông ta sang Liên Xô ngày xưa, để ông ta gọi là làm cái luận án tiến sĩ, gọi là phó tiến sĩ chứ không phải tiến sĩ, phó tiến sĩ về xây dựng đảng ở trong một khoa sử của trường, một cái trường thuộc cái Đảng Cộng sản Liên Xô. Thế nhưng mà cái trường đó thì theo tôi điều tra thì là học làm phó tiến sĩ là phải 3 năm theo quy định. Thế nhưng Nguyễn Phú Trọng này 23 tháng là đã về nước rồi, thế thì bây giờ ngay cả cái việc mà học từ thời Liên Xô, họ đã không có khái niệm thế nào là kinh tế thị trường, mà lại còn học bị thiếu ngày thiếu tháng như thế nữa, tức là bị thiếu ngày thiếu tháng không đủ, thì liệu những cái bằng của ông ta có giá trị hay không. Hơn nữa cái môn mà ông ta học là xây dựng đảng thì là cái thứ mà nó cũng rất là có cũng được, chẳng có chẳng sao. Thì đấy là cái điều mà chúng ta phải đặt câu hỏi là xây dựng đảng để làm gì. Đấy, thì thà rằng ông ta học một cái vấn đề là học đại học xây dựng, hoặc là xây dựng nhà, hoặc là xây dựng chuồng trại gì đó chẳng hạn, chứ ông ta lại đi học xây dựng đảng. Thế xong là bây giờ ông ta cứ với lý thuyết của những cái thời những năm 80 của Liên Xô đó, ông ta áp dụng vào Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa, thì điều đó sẽ đem cái tai hại rất lớn cho người dân Việt Nam. Bởi vì là sẽ bị những cái nhà tư bản thân hữu họ thâu tóm, họ mua chuộc và họ lôi kéo để biến thành những cái con rối cho những nhà tư bản đó. Thì cái điều này ông Nguyễn Phú Trọng cần phải xem xét lại cùng với Bộ Chính trị cũng như là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kiểm tra lại toàn bộ cái quá trình của mình. Và ông cũng nên mạnh dạn mời những cái doanh nghiệp, những cái người thực sự được học ở những nước dân chủ và tiên tiến để về giúp ông thay đổi đất nước một cách thực tế, tốt hơn và chính xác hơn, tránh việc đưa những cái người mà có những doanh nghiệp ở những cái nước mà thuộc chế độ xã hội chủ nghĩa ngày trước đây. Thì bởi vì những người đó thì họ không được học về kinh tế thị trường, mà họ chỉ học về cái kinh tế xã hội chủ nghĩa, rồi là những cái thứ mà không còn tồn tại ở trên thế giới này nữa. Vậy đây là cái thông tin mà chúng tôi đưa ra, đây là Nguyễn Phú Trọng. Và tất nhiên là chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ tìm hiểu và điều tra tiếp về việc ông Nguyễn Phú
tế là học như thế nào ở bên Liên Xô, học cái gì và ai là người dạy ông Nguyễn Phú Trọng và những người bạn của ông Nguyễn Phú Trọng là ai. Thì cái điều này thì chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu tiếp để cung cấp cho các bạn. Và trong cái nội dung ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ cung cấp cái thông tin là công ty VinFast và công ty và tập thuộc tập đoàn của VinGroup thì đang gặp rất nhiều rắc rối và khó khăn trong cái việc mà bị đánh giá tín nhiệm thấp và bị tập đoàn, bị công ty Fitch đã đưa cho rút ra khỏi cái đánh giá tín nhiệm, và điều đó cũng rất khó khăn cho họ trong kinh doanh tới đây. Và đây là hình ảnh mà các bạn cũng thể tự xem. Đây là những cái khu là hơn 335 hecta. Đây chữ nó hơi ngược nữa thôi, đây là tôi chưa in ra. Thì 335 hecta đây đất ở của VinFast ở Hải Phòng. Thì cái này thì rất quan trọng ở chỗ là chưa sản xuất gì nhưng mà chiếm đất thì rất rộng. Đấy, thì phải chăng là khi mà cái công ty VinFast phá sản hoặc là không sử dụng nữa thì họ có thể biến cái nơi này và hơn 350 hecta này thành đảo và họ có thể bán bất động sản phân phối thì lãi hơn rất nhiều làm ô tô. Thì tóm lại là họ cũng không mất gì mà chỉ có được thêm. Thiệt thòi đấy là người dân Việt Nam, thiệt thòi đấy là những khoản tiền ngân hàng, vay ngân hàng và không thể trả được, thì hoặc là nhà nước đứng ra mà bảo lãnh thì sẽ rất nguy hiểm cho những cho cái việc này. Thì khi nợ nhà nước mà thì chỉ có người dân phải gánh trả chứ không những tập đoàn này họ không phải trả. Thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi cung cấp và cho các bạn thêm thông tin đó. Vâng, các bạn đang, tôi đang đứng trước cái đây là cái nơi bán xe ô tô phân phối dòng xe của Kia của Nam Triều Tiên, và cũng là cái nơi bán xe Oper, có cái dòng xe Oper Car tương tự như cái dòng xe của ông Phạm Nhật Vượng đã vừa rồi cho sản xuất ở VinFast là VinFast Fadi. Tuy nhiên nó chỉ là tương tự nhưng mà không thể đảm bảo cái chất lượng như là xe Oper Car này được, bởi vì nó là Euro 6, bởi vì nó được kiểm tra kiểm định đàng hoàng cái chất lượng đảm bảo. Chứ còn cái xe, chiếc xe mà VinFast Fadi thì chỉ được theo thông tin được biết thì nó chỉ là Euro 4 và cái chất lượng thì chưa được kiểm định một cách độc lập. Thì tất nhiên bạn đọc trong và ngoài nước sẽ tự tìm hiểu thêm thông tin về chiếc xe này để quyết định mình có mua hay không. Và cái tập đoàn VinGroup tới đây chắc chắn là gặp rất nhiều sóng gió, bởi vì khi cái đánh giá tín nhiệm không còn nữa thì những cái khoản vay, cho vay và phải trả thì sẽ rất là nhiều khó khăn hơn khi mà tiếp cận với cả những cái vấn đề tài chính để tiếp tục xây dựng cái tập đoàn này mạnh hơn. Thì đây là cái thông tin chúng tôi xin cung cấp cho các bạn, và rất là vui và rất là mừng, và báo chí trong nước bắt đầu đưa thông tin về tập đoàn VinFast. Trong cái thông tin đó thì các bạn tự tham khảo ở trên là của báo Dân Trí ngày hôm qua đã đưa VinFast Fadi chưa được thử nghiệm với tổ chức đánh giá xe mới của Asia NCAP. Đấy. Thế đấy là sau một thời gian im lặng thì bây giờ báo chí trong nước bắt đầu đưa thông tin, và tôi hy vọng rằng là những cái thông tin này, những tờ báo chí trong nước này hãy dũng cảm đưa tin để phục vụ người dân trong nước, để phục vụ hàng chục triệu người dân Việt Nam, chứ không nên chỉ phục vụ cho một vài cái tập đoàn doanh nghiệp để họ thao túng cái vấn đề truyền thông thông tin. Và cái điều này thì trong nước, những cái tờ báo trong nước, hơn 800 tờ báo và đài chắc chắn sẽ còn có nhiều thông tin nếu họ chịu khó, chịu khai thác và tìm hiểu thêm về cái tập đoàn VinGroup cũng như là về cái hãng VinFast chuyên sản xuất ô tô này, và bây giờ đã gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu ra xe ô tô, và các hãng mà cung cấp và phân phối những chiếc xe ô tô này cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới, bởi vì khi mà xe ô tô không bán được và họ sẽ bỏ và thải loại những chiếc xe này ra khỏi cái nơi bán hàng như là Bphone chẳng hạn, thì lúc đó thì những người mua xe này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì không ai bảo hành và bảo trì cho những chiếc xe như vậy nữa. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de vào ngày hôm nay thứ ba, ngày 2/7/2019, và chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Và những các bạn nào có mong muốn hỏi những thông tin gì thì các bạn cũng có thể comment vào ngay cái dưới cái live stream này của chúng tôi để chúng tôi tiếp tục trả lời cho các bạn và tìm hiểu thông tin để phục vụ các bạn trong thời gian tới. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thông báo rằng là hiện nay chúng tôi đã liên hệ với cả chính quyền bên Áo, tức là Australia, của thành phố Graz, để chúng tôi lấy thông tin về việc chiếc xe mang biển số Áo được cho rằng là của VinFast Lux, của hãng VinFast Lux, liệu có phải là chiếc xe đã được đăng ký ở thành phố Graz hay không, và chiếc xe đó đăng ký để dùng hay là chiếc xe đã đăng ký để chạy thử. Thì cái thông tin đó trong thời gian tới chính quyền của thành phố Graz tại Áo sẽ trả lời chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cái thông tin đó ngay lập tức cho các bạn, để các bạn biết về mọi cái thông tin cụ thể về những chiếc xe mà các bạn đang quan tâm.
Vâng, cảm ơn các bạn. Và các bạn nhớ bấm theo dõi trang thời báo.de cũng như là Facebook của Lê Trung Khoa và Facebook của thời báo.de cũng như là YouTube của thời báo.de để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất về mọi vấn đề kinh tế xã hội, và đặc biệt là về cái chương trình mà chúng tôi đưa tin về vụ VinFast và vụ VinGroup này sẽ còn tiếp diễn và tiếp tục trong thời gian tới. Cảm ơn bạn và xin chào các bạn.